Xin chào tất cả các anh chị có mặt hôm nay và để chúc mừng cho các ngày các bà mẹ. Vì Linh xin nhắc lại một câu chuyện khi mà các anh cầu hôn các cô thì các anh phải chấp nhận là buy one get one free. Tất nhiên là một người thì luôn luôn có một cái đài radar mà phát nguyên một ngày không biết mệt. Một bài phát thanh, một cái đài phát thanh các anh được nhận phi. Và cái đó mỗi một người thì tùy theo các anh chỉnh đài. Nếu mà các anh chỉnh muốn hát cải lương thì nơi các anh rà đài. Còn nếu mà các anh muốn nhạc new wave cho nó vui, nhộn thì cũng là nơi các anh hết. Thành ra chúc các anh luôn luôn biết rà cái đài của cải lương hay là êm dịu hay là cái gì thì chẳng nữa cũng là nơi các anh hết. Và xin xin các anh cho các bà mẹ ngày hôm nay một tràng pháo tay thật là lớn. Em tên là Hà, đây là bé Claire, con gái. Yeah, đây là my wonderful husband. cho dù là anh đến đây sometimes anh không hiểu gì hết thật sự vậy, nhưng mà anh rất là willing đến đây, để mà bởi vì anh biết là vợ mình thích đến đây, đến với nhà thờ Việt Nam, cho nên là nhân dịp đây thì I want to tell you and I'm very happy and I say thank you very much for everything you do for me, honey. Thank you very much for everything. Yes. You can say something. I can say something. Want to wish every lady here happy Mother's Day, truly from the heart. You're very important to someone. You're very important to us. You're important to the world. You receive flowers today. Every one of you is a flower. Every one of you is a flower. And chocolate. Yep. All right. Careful with the chocolate. Don't eat it all at once, okay? I say that to my daughter all the time, too. Mom, where are you? Happy Mother's Day. Thank you. Thank you for your daughter. Yep. She's wonderful. She's quite a great thing to come into my life, okay? So, truly am thankful. Happy Mother's Day. Every woman here today is beautiful. I'm sure you didn't keep your husbands waiting for long. Xin chào tất cả các quý vị. Tôi là Bùi Văn Khả và vợ tôi đây là Đỗ Thị Nhung. Cách đây mấy hôm thì tôi có nhận được cái thư mời chị Quế gửi đến. Thực ra thì chúng tôi cũng đã đến đây mấy lần. Thế hôm nay thì đến đây thì tôi cũng rất là ấn tượng. Cái lễ rất là cảm động vì ai cũng thế, ai trong chúng ta cũng có một người mẹ. Cũng như nhiều vị ở đây, tôi năm nay thì 77 tuổi rồi. Và mẹ tôi thì cũng mất hơn 20 năm rồi. Vì tôi là con út của nhà, mẹ tôi cũng sống đến 93 tuổi mới ra đi. Cũng rất là vất vả vì đàn con sinh hạ 11 lần nhưng mà nuôi được 7 cho đến bây giờ. Thế hôm nay tôi cũng xin rất là cảm ơn Hội Thánh Đình Thương đã có cái lời mời với chúng tôi đến. Và ngày hôm nay khi tôi đến đây ấy, thì thấy hội lại tặng hoa cẩm chướng. Tặng mẹ là tặng hoa cẩm chướng. Đấy. Vì đi hoa cẩm chướng, nhiều vị đây cũng đã nói cái ý rất đúng, là hoa cẩm chướng rất bền. Nó thể hiện cái tình thương rất lâu bền. Đấy, đấy chính là tặng hoa cẩm chướng, chứ đừng nên tặng hoa hồng hôm nay. Theo tôi nhé, đúng như thế. Thế còn tặng hoa hồng ấy thì chỉ là nam tặng cho người yêu tặng hoa hồng. Đấy thì đấy là mà hoa cẩm chướng là tặng hoa màu đỏ,
Hôm nay tôi đến tôi rất ấn tượng, ở đây chắc là hội cũng rất hiểu biết về cái này. Xin có đôi lời như thế, xin chúc sức khỏe cả các quý vị. Anh tên nhắc lại đi. Bùi Văn Khả, rồi rất mong anh chị Khả đến tham dự với chúng tôi nhiều hơn vào mỗi buổi chiều Chủ nhật. Rất là cảm ơn Băng Múa Hương Nam đã góp phần thêm rất nhiều màu sắc cho các buổi lễ. Rồi. Thì kính thưa tất cả các anh các chị có mặt ngày hôm nay, thì hôm nay là nhóm múa Hương Nam đã đến đây với lại và trình diễn được một bài múa như các anh các chị đã thưởng thức. Thì thật ra khi mà nghe lại bài múa của chị Ngọc Thanh sáng tác và hát thì tôi lại thấy là trong lòng tôi đến như thế nào đó. Thành ra là em rất là hát đi hát lại nhiều lần, là rất là thuộc, và ra cái ý nghĩ là mình phải múa mới được, tại vì bài quá hay, quá cảm động. Tụi này không biết mà cũng phải ráng thôi. Và hôm nay thì cũng xin giới thiệu thêm là em dẫn được một người bạn, tức là ông này là ông veteran, ông tên là Vincent Morrison, và một anh nữa nhưng mà đã kịp tản đi về rồi. Thành ra đến với mấy chị là chúc mấy chị là được một ngày thật an lành và hạnh phúc thôi, chứ không chút gì hết. Dạ, xin cảm ơn chị Thủy và nhóm múa Hương Nam. Ngọc Thanh hôm nay rất là cảm động, mà cũng không ngờ là chị Thủy và nhóm Hương Nam lại múa một cái bài mà Ngọc Thanh mới vừa sáng tác là Cảm Ơn Mẹ. Và rất là cảm động, xin cảm ơn chị Thủy và nhóm múa Hương Nam rất nhiều. Dạ, chúng tôi xin giới thiệu tiếp tục là anh chị Tình, xin anh có vài lời với chúng em. Dạ, xin kính chào tất cả quý con cái Chúa hiện diện buổi hôm nay. Dạ, tôi là Nguyễn Hữu Tịnh và nhà tôi là bà Nguyễn Hữu Tịnh. Dạ. Dạ, hai người trùng tên, hai người trùng tên. Dạ, chúng tôi thì thân quen với ông bà Mục Sư Hiền với là Mục Sư Linh ở đây. Thành ra trong các buổi lễ thì chúng tôi, mục sư có mời thì chúng tôi cũng có tham dự. Ví dụ như là Tết hoặc là Thanksgiving hoặc là Giáng sinh, Christmas. Và trong các buổi lễ thì chúng tôi cũng đến tham dự với tư cách là thân hữu, bạn. Tôi hiện đang sinh hoạt tại Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc và tôi là thư ký của Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc. Dạ, nhân ngày Mother's Day chúng tôi thay cho nhà tôi, chúng tôi xin kính gửi đến quý bà, kính chúc quý bà một ngày lễ mẹ được nhiều ơn phước của Chúa để tiếp tục để hầu vị Chúa trong những môi trường mà Chúa đặt để. Xin Chúa tiếp tục ban thêm sức mới cho quý bà để cùng với gia đình để lo cho gia đình cũng như công việc hội thánh. Và xin Chúa ban phước trên tất cả quý bà để trong một năm mới được nhiều phước hạnh của Chúa ban cho. Dạ, Happy Mother's Day. Dạ. Cảm ơn anh chị. Ok. Thank you for coming. Ok, you want to say something? Ok. Yes, I am most grateful for coming here today, invited by Major Tui Pan and the pastor and your wife and all the festivities. Great, and a happy Mother's Day. And I was asked, how do I feel? And I said, I feel great. I said, I'm at home. I served 1968-69 United States Marine Corps. Semper Fi, sir. Semper Fi. Dạ, tiếp theo mà người bạn mà đứng kế bên tôi là cô Hà. Được rồi, chào cô Hà. Bên đây là Thúy Hằng. Thúy Hằng cũng ở Hội Thánh Tây Bắc, nhưng mà những buổi lễ là mấy anh chị này là thường đến Hội Thánh Tình Thương của chúng em. Rất cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Đây, bà ngoại đây, bà ngoại dạ. Trẻ đẹp đây. Chị dạ, ông. Dạ, cảm ơn con bà mục sư. Dạ, hai cháu bé này. Dạ, cô Bông là mẹ của bé Hằng.
Thúy Hằng hay Kim Hằng? Quý Hằng, dạ ở đây tự nhiều Hằng lắm mình đó. Mình có Thúy Hằng, Kim Hằng, rồi bên đây là Quý Hằng. Rồi giới thiệu cùng quý vị nữa là anh chị Cung. Thưa quý vị, anh chị Cung. Anh chị Cung cũng là một nhà thơ đấy. Dạ, anh Cung cũng là một nhà thơ, thưa quý vị. Không biết là anh Cung hôm nay có bài thơ nào tặng mẹ không? Bây giờ chỉ nói thôi. Dạ. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 2023, là ngày Mother Day. Trên đời này không có gì quý hơn tình thương của người mẹ dành cho con. Tất cả những bà mẹ đều là những người coi như là mặt trời, coi như là mặt trăng, coi như là càng khôn của những đứa con. Tôi nhớ lại khi tôi còn nhỏ ở quê nhà, ở sân sâu nơi giếng, một con gà mái có một bầy con đang nô đùa xung quanh. Bỗng nhiên có một con quạ kênh kênh, nó bay trên bầu trời, nó muốn xuống, nó vừa hét vừa la, thì người mẹ quạt cánh kêu quát quát tất cả những đứa con. Người mẹ quát quát và xè cánh ra, mỏ hướng lên trời, hướng về con kênh kênh. Tất cả những đàn con đang nô đùa xung quanh chạy vào núp dưới cánh mẹ. Và tất cả những đứa con, những con gà con đó, khi mà đã ở trong lòng mẹ rồi thì người mẹ vẫn nhìn lên con kênh kênh và làm cho con kênh 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 cũng không dám đáp xuống nữa. Đó là tình là gì? Đó là tình thương của người mẹ đối với con. Mà ngay con gà nó không có trí khôn, những con gà con cũng không có trí khôn, nhưng mà khi nguy biến nó đã đều chạy về ấp dưới lòng mẹ, và người mẹ đã bảo vệ đàn con được an toàn. Đó là tình thương của người mẹ đối với con. Xin chào tất cả các vị mục sư, xin chào tất cả cô bác, anh chị em trong hội thánh hôm nay. Hôm nay chúng ta giữ trước là thờ Hưởng Chúa, sau là chúng ta kỷ niệm ngày lễ mẹ. Và tôi cũng có cái đặc biệt là tôi cũng xin là nhân dân nam giới và có vợ, và cảm ơn tất cả những người mẹ Việt Nam cũng như người mẹ thế giới. Bởi vì người mẹ là có bầu sữa để nuôi con lớn và săn sóc con. Trong lúc có những người mẹ có chồng đó, thì chồng cũng phụ với vợ, vì có mẹ thì phải có cha, thành ra mẹ cha gắn liền với nhau. Nhưng mà đặc biệt tôi hồi nhỏ thì tôi cũng còn mẹ, nhưng mà tôi ở với bà ngoại tôi. Hồi tôi biết là tôi ở với bà ngoại tôi, không biết mấy tuổi, 3-4 tuổi gì đó, tôi ở bà mẹ với bà ngoại tôi. Vì một sư Hiền cũng ở cùng quê tôi, vì mùa đông lạnh, ở cái thời kỳ đó không có điện, có ấy gì hết chứ. Thì mùa đông thì bà ngoại tôi bảo ấm tôi vô lòng. Và ở dưới cái giường có một cái nồi để lửa, để mà sưởi ấm mùa đông. Tôi vẫn nhớ hoài là người mẹ đó là người mẹ, bà ngoại của tôi, và nuôi nắng tôi lớn và cho tôi ăn học thành tài. Tôi rất là cảm ơn bà ngoại của tôi. Và kế đến
là người bạn đời của tôi. Người bạn đời của tôi khi sau năm 75, đất nước chúng ta lâm vào tình trạng chiến tranh, thì khi chấm dứt chiến tranh là một sự đau buồn và tôi phải đi vào trại tù. Người vợ tôi lúc đó mới 24 tuổi mà nuôi 4 đứa con, lớn nhất là 6 tuổi và nhỏ nhất là 1 tuổi. Và người vợ tôi cũng vinh danh người vợ của tôi là bà Huỳnh Thị Mai. Bà một lòng sắt son nuôi con và bồng bé con, nuôi con và đi nuôi tôi mỗi tháng ở trong trại tù. Tôi rất là quý mến bà và rất là quý mến và thương mến bà vô ngàn. Đó. Thì tất cả những anh chàng trai trẻ ở trong Việt Nam Cộng Hòa đều ở trong tình trạng giống như tôi. Đó. Vợ ở nhà nuôi con thì chồng ở trong cái khổ cực đó. Nhưng mà thời gian trôi qua rồi, vấn đề nhân đạo thì chúng tôi được thả ra và chúng tôi được đi HO. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng cảm tạ người mẹ đã nuôi con và cảm ơn đất nước Mỹ đã cơ mang chúng tôi đến đây để chúng tôi có cuộc sống tự do. Và chúng tôi được biết quý mến những người vợ đã giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn. Thì ở đây tôi cũng xin ca tụng tất cả những người vợ và tất cả những người đàn bà đã hy sinh nuôi con, nuôi chồng trong lúc khó khăn và nuôi con lớn. Xin cảm ơn. Mục sư. Cảm ơn bà. Tôi xin trình bày với quý vị một chuyện có thật. Đó là xảy ra cho mẹ tôi. Sau đại nhị thế chiến năm 1946 thì người Pháp bắt đầu tung quân đội để tái chiếm Đông Dương, trong đó có Việt Nam. Và nhà tôi cả dòng họ đều xuống dưới hầm bí mật, chúng là bên miền Bắc gọi là Tăng Xê, tức là xây một cái hồ, một cái hầm bí mật thật kiên cố ở dưới đó. Nhưng lúc đó người Pháp thì quay ở bên trên, lính Việt Nam và lính Pháp đầy. Mà em gái tôi Trần Thị Yến nó cứ khóc. Thế rồi dòng họ mới bảo thím bóp chết nó đi, bóp cổ cho nó chết đi, còn nếu mà không bóp cổ nó chết thì cả dòng họ chết. Đó là chuyện thật. Và mẹ tôi bảo không, con tôi không bóp được. Nếu mà cả dòng họ muốn sống thì cứ ở đây, tôi sẽ bế con tôi lên trên, tôi với con tôi sẽ cùng chết, chứ tôi không bóp con tôi chết được. Đó là tình mẹ cao cả, quý vị. Cả dòng họ, cả chồng mình nói bóp con chết đi, nhưng mẹ tôi nói không, nuôi. Và mẹ tôi bế em gái tôi lên, và em gái tôi qua đời được 5 năm rồi. Cô qua đời ở tuổi 78. Xin trình bày với quý vị thế. Thì quý vị thấy rằng tình mẹ không có thể có gì so sánh được hết. Không so sánh được. Đó là một sự bất diệt. Cảm ơn quý vị. Tôi thì tôi rất là ngại nói, nhưng mà vừa nghe mục sư là người cuối cùng thì bây giờ tôi lại là người cuối cùng. Không có gì quý hóa bằng như ngày hôm nay. Tôi thấy phần đông tất cả những người mẹ lên hát vinh danh và nhớ mẹ mà người nào cũng chảy nước mắt. Không một ngày nào mà không chảy nước mắt. Đó là cái niềm rất là xúc động và rất là vui cho tôi. Và thứ hai nữa là tôi gặp tất cả những người ở đây cứ như là một đại gia đình và rất là quý mến nhau. Và không có gì quý hóa hơn nữa là tôi lại gặp một người bạn mới, Mr. Sampson. Hai anh em tôi cũng gần bằng tuổi nhau và cùng một binh chủng thuộc quân lục chiến Mỹ. Và hai đứa tụi tôi tham chiến ở Việt Nam.
năm 1968. Và ông ấy khoe cái hình của ông ở Việt Nam thì tôi đưa ông ấy coi cái hình của tôi cũng ở Việt Nam. Thì tụi tôi là ở Marine Corps, mà chức vụ tôi là đại úy. Và tôi tham chiến ở Việt Nam thì tụi tôi đánh ở ngoài Huế để chiếm lại Huế năm Mậu Thân. Thì tôi bị thương, tôi bị chết 2 tháng. Thì bị coma và đưa qua bên Đức cứu tôi sống. Nhưng mà đây là nói về cuộc sống của tôi. Nhưng mà cái đại ý chính là mẹ. Mẹ tôi á, thì sanh 11 đứa con. Mỗi một lần ba tôi đi xa về là mẹ tôi lại mang bầu. Thời ngày đó không có family planning, nên mẹ tôi lại mang cái bầu. Thì tôi là người thứ 7. Ba tôi thì bị mất năm, ông ấy 54 tuổi. Mẹ tôi sống như vậy để nuôi 11 đứa con. Thì hai ông anh tôi chết ở Việt Nam vì tham chiến Việt Nam. Và tôi thì may không phải đi nhập ngũ ở bên Việt Nam. Nhưng mà mẹ tôi cố gắng nuôi con cái để mà tới nơi tới chốn và được đi du học ở ngoại quốc. Thì năm 66 tôi được mẹ tôi lo cho được đi qua Pháp. Và tôi học ở bên Pháp là cảm ơn mẹ tôi. Thì tôi không phải đi lính ở Việt Nam. Thì tôi học xong 4 năm thì tôi lấy cử nhân thì tôi qua Mỹ. Qua Mỹ thì tôi lấy xong 2 năm nữa thì tôi lấy bằng tiến sĩ. Thì vừa lấy xong cái đó thì tôi lấy quốc tịch Mỹ. Và tôi không thể tránh khỏi. Thì tôi bị động viên. Thì tôi lại đi lính ở bên Mỹ. Mà lại phải đánh ở bên Việt Nam. Thì đó là câu chuyện của tôi như vậy. Thì tôi ngày hôm nay, cũng như tất cả người mẹ hiền ở hôm nay, thì tôi cảm ơn mẹ tôi và rất quý mẹ tôi. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Ngọc về câu chuyện của cuộc đời anh. Cảm ơn Chúa. Đặc biệt là gặp lại Vincent, người bạn của ông tại Việt Nam. Chúa bữa nay cũng gần đến cái hội thánh tình thương này khoảng chừng cũng 6-7 tháng gì đó. Rất là vui. Và cái kỷ niệm mẹ là sống với mẹ thì lo hết tất cả từ trên xuống dưới. Không có cái gì mà hối tiếc. Bởi vì Joe không có hối tiếc khi mẹ chết. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Thứ nhất là hội thánh tình thương đã có lời mời. Mặc dù cuộc sống rất là khó khăn, ít có thời gian đến. Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt của hội thánh với lại ngày lễ mẹ hiền mẫu, cho nên Văn Trí phải cố gắng trở lại đây để thờ phượng và chung vui với tất cả anh chị em ở đây hôm nay. Xin tôi kính chào hội thánh. Hôm nay tôi không biết nói gì, nhưng mà cái ngày lễ mẹ thì tôi xin nói về người mẹ tức là qua đã khuất của tôi. Và hiện giờ thì tôi thấy rằng nếu chúng ta có được những người mẹ và những người con vâng phục cái luật pháp của Chúa đó, chúng ta nhẹ hơn, bớt nhức đầu hơn. Cảm ơn Chúa là tôi được sinh hoạt trong cái hội thánh tình thương này cũng rất lâu. Kính thưa quý anh chị, tôi là Trần Văn Niếu. Đây là bà xã tôi, là Trần Thị Kim Thoa. Cũng một cái duyên tình cờ đó là tôi là bà của chị Quế. Chị Quế mới giới thiệu là hội thánh tình thương, gặp một sư Hiền với Ngọc Thanh. Đây là lần thứ nhì tôi tới. Bữa nay vì ngày kỷ niệm của mẹ, tôi nói một câu chuyện về mẹ, chắc ở đây quý vị sẽ
ngỡ ngàng. Tôi sanh được một tháng, mẹ tôi sanh tôi được một tháng thì Việt Cộng bắt ông già tôi chặt đầu. Đó, má tôi lúc đó 27 tuổi, còn trẻ lắm, mà ở dạy nuôi cho tôi từ một tháng cho tới khi mà tôi đậu túi tài 1, đậu túi tài 2, tôi đi vào quân đội học chung trường với anh Văn Cung á. Rồi sau đó 75 là chạy qua đây luôn. Nó thành ra người mẹ của tôi đã coi như là hy sinh suốt đời cho tôi. 27 tuổi còn trẻ lắm. Bao nhiêu người nghĩa là giảm hỏi mà má tôi buôn bán tạo tần nuôi cho tôi với mẹ bao la. Và cũng vui là gặp được hậu thánh tình thương, quen được anh chị. Thôi, happy Mother's Day tất cả chị. Dạ, cảm ơn anh. Và cảm ơn anh chia sẻ câu chuyện của gia đình, một câu chuyện rất là cảm động. Một người mẹ tuyệt vời đã nuôi con từ 27 tuổi mãi cho đến, dạ, anh mới một tháng tuổi và mãi cho đến bây giờ. Cảm ơn Chúa. Hi, happy Mother's Day. Ok, tôi thích nhất là hai bài hát. Bài hát của là Cảm ơn Mẹ, sáng tác của ca sĩ Ngọc Thanh. Và cái bài thứ hai là của Mục Sư Hiền. Rất là hay. Và cái sự diễn tả và cái trình bày trong cái bài thơ dở Cảm ơn Mẹ rất là hay. Trình bày rất là đầy cảm xúc. Và cái lúc là mẹ của cô Thanh đã ra đi, để lại những cái nỗi niềm cảm động lắm. Chúng tôi thích bài đó và tôi có vào cái trang YouTube, tôi cũng đã lấy rồi. Và hôm nay tôi chính là tôi trực tiếp nghe được là ca sĩ Ngọc Thanh hát bài đó, tôi rất xúc động về mẹ của cô. Xin một tràng một tay. Đúng ra là tôi có thời gian thì tôi đọc thơ rồi. Bây giờ tôi xin được đọc một đoạn thôi. Vì làm thơ mà không đọc thơ thì tội quá. 1953. Làm thơ mà không được thơ tội quá. Em rồi, okay. Xin cảm ơn anh vì những lời mà anh xin, đúng ra là bài này là 10 khổ lắm mà tôi đọc 4 khổ thôi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, thân cỏ lặng lội đêm sương, làn da thầm mặn đêm trường vì con. Cánh khuya giấc ngủ không tròn, thương con tay bể vào lòng mẹ yêu. Con xin được nói trăm điều, mẹ là biển rồng cánh diều che con. Đóng về rét lạnh lưng còm, ngày đêm sớm tối lom khom việc già. Ơn sâu nghĩa mẹ tình cha, sinh thành dưỡng dục bao la biển trời. Mẹ cho con suốt cả cuộc đời, một lời mẹ dặn, ngàn lời con ghi. Mẹ hy sinh tuổi xuân thì, cuộc đời mẹ kệ cũng vì vợ cha. Nỗi buồn cố quạnh thiệt tha, vì con còn nhỏ lo xa vội dần. Một ngày lo lắng bần thần, mẹ dẫu nỗi buồn một phần thương con. Nhưng giờ này sợi tóc tàn phai, dốc bầu sự càng đêm dài trong con. Lên cao mà biết núi cao, núi non. Xuống biển tìm đâu có hòn núi cao. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, cha là tia sáng ngàn sao trong lòng. Beno, ngày 1/4/2021. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn anh Beno về bài thơ về mẹ rất là hay. Dạ. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia và tham gia một cách rất là tích cực. Để lại rất nhiều những lời chia sẻ, những cái chân tình của quý vị và sự đóng góp của quý vị, chúng tôi rất là cảm ơn. Xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị. Và mong sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những buổi lễ, buổi chiều Chủ nhật lúc 3 giờ ở tại cùng một địa điểm ở tại đây. Và rất là mong sự hiện diện của quý vị. Xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị. Và rất cảm ơn những người đã có công khó trong buổi lễ hôm nay, những người đã đóng góp mọi mặt. Chúng tôi xin dâng lên Chúa lời cảm tạ và cảm ơn tất cả quý vị đã góp phần về mọi mặt để chúng ta có được cái buổi lễ hôm nay một cách rất là tốt đẹp. Và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng với chúng tôi trong những chương trình lần sau đến. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị.